Chào mừng các quý vị phụ huynh và các con học sinh đã đến với trang lời giải hay.com. Ngày hôm nay, cô giáo sẽ hướng dẫn cho các con làm bài tập số 2, trang 164, sách giáo khoa toán lớp 5, bài Phép chia. Bài tập 2, đề bài yêu cầu chúng ta tính với các phép tính chia phân số cho một phân số. Muốn chia hai phân số, ta chỉ việc lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược. Chúng ta cùng đi vào lời giải chi tiết của bài tập 2. Bài 2, câu A. Cô có 3 phần 10, chia cho 2 phần 5. Ba phần 10 chia 2 phần 5 sẽ bằng 3 phần 10 nhân với 5 phần 2 là phân số đảo ngược của phân số 2 phần 5. Ba phần 10 nhân 5 phần 2. Ta lấy tử số nhân với tử số được 15. Mẫu số nhân với mẫu số được 20. Như vậy cô được kết quả bằng 15 phần 20. Cô chia cả tử số và mẫu số của phân số này cho 5 để rút gọn. 15 chia cho 5 bằng 3. Hai mươi chia cho 5 bằng 4. Như vậy cô được kết quả cuối cùng bằng 3/4. Câu B. Cô có 4/7 chia cho 3/11. Bằng 4/7 nhân với phân số đảo ngược của phân số 3/11 là 11/3. Bằng 4/7 nhân 11/3. Cô cũng lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số. 4 x 11 bằng 44. 7 nhân với 3 bằng 21. Như vậy cô được kết quả là 44/21. Vừa rồi cô giáo đã hướng dẫn xong cho các con bài tập 2, trang 164, sách giáo khoa toán lớp 5, bài phép chia. Để xem thêm nhiều lời giải của các bài tập khác, các con hãy truy cập trang web lời giải hay.com. Cô chúc các con học tốt.